Chào các bạn, hôm nay Lê Xà muốn chửi cái thằng này quá. Mình biết rồi, ai cũng biết ở đây là vùng này là vùng thành trì chống cộng. Thì tôi xin phép quý vị để tôi nói chuyện với thằng này. Mời các bạn nghe một tí rồi Lê Xà nói chuyện với thằng này. Vâng, anh Vũ nghĩ thôi, Vũ Lê Xà tôi nghe lâu rồi nhưng mà bây giờ tôi mới biết nó lên mạng. OK. Chào các bạn. Hôm nay chào tất cả các bạn nhé. Chào những ai có mặt ở đây, có những tất cả những người nào nhìn thấy Lê Xà ở cái clip này. Chào các bạn. Đây là một cái thằng nó ở trên Sydney hay là cái gì, Karamata, ở một cái tiểu bang khác ở Úc. Khi mà nó nghe thấy cái clip này vừa rồi Lê Xà nói đó, là nó tức, nó lên nó chửi Lê Xà rồi nó nói cái gì? Nó đấm vào mặt Lê Xà hả? Nó nói là cộng sản xúi dục những em du học sinh sang đây
cầm cờ đó. Cái bữa cái hôm đó là người ta xem đá bóng, rồi người ta vui, người ta cầm cờ ra, người ta cổ vũ cho Việt Nam, rồi nó nói là cộng sản xúi cầm cờ sang đây, rồi ở đây là cái nơi chống cộng. Tao nói cho cái thằng xin lỗi các bạn nhé, trước khi thằng chó nào đó chị, thằng này là thằng cái gì Sơn đó, Lê Xả quên họ của nó rồi, nhưng mà nó là ở trên Ba Que, nó nghe thấy Lê Xả nó nói về về luật pháp, rồi xúi dục, rồi cộng sản xúi dục cầm cờ, rồi rồi cái gì, nó bảo Lê Xả nói cho để Lê Xả nói riêng mấy cái thằng này, mấy cái thằng Ba Que Xỏ Lá này, tao nói cho mày biết là tao là người Úc gốc Việt, ok, tao sống ở đây, còn cái cộng đồng đó là chúng mày tự lập ra, chúng mày đâu phải tự lập ra cái cộng đồng đó đâu, cái cộng đồng đó là của tiền thuế của người dân, của cái government này, người ta bỏ ra để người ta cho những cái người cùng chung một tiếng nói vào đấy để sinh hoạt với nhau, để giúp đỡ nhau, để lo cho nhau, rồi ai cần sự giúp đỡ không biết tiếng Anh, tiếng em gì đó phải vào đấy, rồi là vui vẻ với nhau để làm gì, để cho cái xã hội này nó bớt đi những cái thành phần mà ngu dốt, hiểu không? Nói thẳng một câu là như thế. Đúng là thằng chó Ba Que mất dạy. Rồi nó nói cái gì, cộng sản xúi giục người ta cầm cờ. Tao nói cho cái nũ Ba Que ngu dốt chúng mày biết thế này này. Khi mà người ta là người Việt Nam, người ta cầm hộ chiếu Việt Nam sang đây người ta du học, người ta không cầm cờ Việt Nam thì người ta cầm mạo bố mày người ta dương lên à? Hả? Tao chửi chúng mày đấy, xuống đây mà giết tao này, mà e thằng chó chết. Rồi cái gì nó nói là Lê Xà hỏi cái thằng chủ tịch cộng đồng đó, không những Lê Xà hỏi cái thằng chủ tịch cộng đồng đó mà sau khi cái chuyện đó xảy ra, Lê Xà còn cầm cả cái clip của cái bọn mà nó cướp cờ của những em sinh viên đấy. Lê Xà ra đồn cảnh sát, Lê Xà đã nói từng nói mình đã từng nói rồi, mình ra tận đồn police mình mới cho họ xem, và mình nói rằng nếu như gia đình tôi sang đây mà gặp những cái trường hợp này thì sẽ phải làm gì. Người cảnh sát nó trả lời là call triple one, ok, gọi 3 số 0, 3 số 0 là gọi cảnh sát. Lê Sa lại hỏi lại một lần nữa là họ có được làm như thế này không, thì người cảnh sát đấy nó nói là no, không được phép làm như thế này. Đó là Lisa đi ra để mặc dù mình đã biết cái luật ở đây nó như thế nào, nhưng mình muốn chứng minh thêm để xác định cho chính xác, mình cầm cả cái video clip, cái clip đó ra cho cảnh sát nó xem. Ok, lũ chó, chúng mày bị cái băng đảng cộng đồng nó dắt mũi chúng mày. Chúng mày ngu si, chúng nó không giáo dục cho mày biết cái luật ở Úc này. Để cho chúng mày làm gì? Nó dùng chúng mày để đi đe dọa những cái người như tao. Những người người ta ở đây người ta làm ăn, người ta buôn bán, người ta hoặc là làm một cái gì đó, người ta sợ những cái thành phần như chúng mày. Còn tao á, tao sợ cái, xin lỗi các bạn á, sợ cái ba vạn tao này. Mẹ cái lũ chó đe dọa ai á, đen đen lầm người rồi con. Bực mình, rồi nó nói cái gì? À, cờ vàng được được đất Úc ấy công nhận gì? Cái cờ Ba Que Xỏ Lá đó nó công nhận là công nhận cái gì? Công nhận là đại diện cho cái cộng đồng, một cái nhóm nhỏ đó, tại vì chúng mày á 5 6 7 thằng cầm á, cái này là đại diện cho cái nhóm của tôi.
Mày có cầm cái quần xịp mày mày ra mày nói là tao tao muốn cái này là đại diện cho cái cộng đồng của tao. Người ta cũng cho. Hiểu chưa? Chứ còn á cái cờ mà đại diện cho người người tị nạn ấy, nó không phải là gọi là cờ, nó không phải là cờ community, chúng mày chỉ là community flag thôi, biết chưa? Là cái cờ của cái cộng đồng, cái nhóm đó. Còn á cái từ tị nạn là cái gì chúng mày biết không? Chúng mày tự học đi. Ở đây sống ở đây mà không hiểu cái gì hết. Ở đây cái gì nó ra cái đấy biết không? Tên của người nào là người ấy dùng. Giống như tao tên là Lisa thì người ta gọi tao là Lisa. Còn cái người tị nạn đấy, thế nào gọi là tị nạn? Đó, tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế, có đủ các loại tị nạn. Chửi như đây. Chửi phải có bài, có đầu có đuôi, có lý có luận, chứ không phải là cứ động động một cái là mang ra chửi. Chửi cái gì? Chửi ngu như con chó, cái lũ chó chết nhà chúng mày. Rồi cái gì nó nói cái gì cờ vàng được công nhận cho nên là cờ vàng được công nhận, cho nên là nếu mà đêm đó mà gặp tao ấy thì tao đấm vỡ mặt. Nó bảo đấm vỡ mặt những cái gặp tao là chết, là những cái em du học sinh đó sẽ bị nó đánh. Ok, vậy thì mày lên lên mày gặp thằng thủ tướng Úc á, mày đánh nó đi, thằng ngu lũ chó chết giờ này mà hãy còn ngu. Sang đây mấy chục năm rồi, tao sang đây, tao sang đây hơn 30 năm rồi. Ok, cho nên cái luật ở đây tao biết, và cái lũ chúng mày làm những cái chuyện gì tao biết. Cầm cờ biểu tình đi, mấy chục năm về trước nó biểu tình người ta cho tin tức của Việt Nam lên trên TV. Nó cầm cờ nó chống đối người ta, nó bảo không được. Nhưng mà truyền hình khác là nó bê cả cái Việt Nam sang đây, nó mọi người xem tất cả những cái đài truyền hình của Việt Nam. Nó làm như thế để làm gì? Để cho những người đi nắp cái truyền hình khác đấy, người ta có lợi. Đúng không? Chúng mày là có thủ đoạn hết với nhau rồi. Còn á, chúng mày kêu chúng tao là đừng gửi tiền về, người Việt đừng gửi tiền về Việt Nam. À, các bạn nghe tiếp nó nói. Phải 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 nói để cho chúng nó mở cái mắt chúng nó ra, không nó ngu 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 mãi thế này. Biểu tượng tự do, mày hiểu không? Bây giờ tao giải thích cho mày nghe thêm. biểu tượng tự Tao bảo do mày là nào mà sao mày freedom flag. hả? Ok, Để mẹ tao giải thằng thích cho ngu. mày biết nào. Cái cờ vàng ba sọc đỏ tụi tao đã đổ xương máu ra từ trước năm 75 bảo vệ đất nước tự do. Ở đây, ở Úc này là đất nước tự do, đồng minh của chúng tao. Chúng tao vượt biên. Nó bảo nó cái cờ đó đổ xương máu ra, các bạn, đổ xương máu. Đổ xương máu ăn lương của Mỹ để đánh giết người Việt Nam. Ok, rồi á, nó có cái câu à, Bắc tiến à, bảo vệ miền Nam giải phóng miền Bắc. Nó muốn tiến ra ngoài Bắc để nó giải phóng dân miền Bắc. Dân miền Bắc có chịu ngồi im để cho chúng mày giải phóng không? Tại sao chúng mày không ở lại Việt Nam để chúng mày giữ cái miền Nam đó, để mà giương cái cờ đó? Tại sao á, Cộng sản chưa vào tới Sài Gòn chúng mày chạy con mẹ nó hết rồi. Hả? Có hình ảnh, có tất cả các thứ ở trên đó đó. Đúng không? Chúng mày á, Cộng sản chưa vào đến nơi, đến đến mức độ mà người Cộng sản người ta tiến vào thành phố Sài Gòn người ta phải dừng 2 tiếng đồng hồ. Để làm gì? Để cho chúng mày có đủ thời gian để cho chúng mày đi theo bọn Mỹ, nó mang chúng mày đi, và những cái
quân lính của Mỹ nó về nước nó. Người ta không muốn tàn sát, hiểu chưa? Lũ chó. Tại sao chúng mày á? Chúng mày nói chúng mày yêu tổ quốc, rồi yêu đồng bào, rồi yêu cái này, yêu cái mạng cụ chúng mày. Tại sao chúng mày không ở đó để mà giữ lấy cái miền Nam đó, để mà giải phóng miền Bắc đi, làm những cái chuyện như là người Việt Nam đi, như là người Việt Nam làm đi. Cộng sản chưa vào tới nơi đã chạy mất rồi. Mỹ nó vừa mới cắt viện, nó vừa mới không ở đấy á, nó có cắt viện trợ một cái đói dài mõm thôi, đúng không? Xong rồi loạn hết cả lên, xong rồi á quân giết tướng, đúng không? Chúng mày ăn lương của Mỹ, chúng mày làm đủ các trò. Thằng Diệm ai giết hả? Cộng sản giết à, hay chính chúng mày giết? Lũ chó chết, lũ ba que sò nữa. Ghét quá cái bọn bị bệnh hoang tưởng sức mạnh. Chúng nó cứ làm những cái thằng mà lãnh đạo ấy, cộng đồng ấy, thì chúng nó không bao giờ chúng nó dám lên đây chúng nó nói cá nhân ai hết. Các bạn hiểu không? Nó dùng những cái thằng ngu này, nó bịt 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 thông tin rồi á, nó không bao giờ nó nói cho người ta biết cái luật pháp ở đây để cho người ta hiểu. Nếu như thực sự nó lo lắng cho những cái bọn này, nó phải dạy cho người ta biết là nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Tại vì khi mà làm á, ví dụ như thằng này nó không hiểu luật, nó tới nó gây sự với Ni Sàn, tại vì nó được tiêm nhiễm là nếu mà ai mang cờ của cộng sản ấy thì được đánh rồi này, được cướp rồi, được làm những cái chuyện gì đó. Chúng nó không nắm vững luật cho nên là nó cứ ra nó làm những cái chuyện, nếu mà phạm pháp ở cái đất Úc này thì nó bị bắt đi tù. Chứ cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó có đâu đi tù cho chúng nó đâu. Chúng nó dùng những cái bọn này, bọn này nó bị lợi dụng để làm việc cho nó, các bạn hiểu không? Có bạn nào vừa muốn lên tổng thống của nó còn giết thì dân thường nó coi là cái gì? Chính xác là như vậy. Chính chúng nó giết nhau, quân giết tướng, đúng không? Rồi lật đổ bao nhiêu lần, 20 năm mà bao nhiêu lần đảo chánh, lật đổ chính quyền, hả? Thằng nọ giết thằng kia. Bố lũ chó chết, chúng mày tử tế lắm mà. Hả? Tại sao Mỹ nó đưa chúng mày đi? Tại chúng mày ăn lương, chúng mày làm cho nó. Cho nên nó phải mang chúng mày đi, nó sợ để chúng mày ở đấy rồi á, cộng sản bắt chúng mày. Cho nên cái đó là một cái mà nó không thể không làm được. Bởi vì á, thế giới này nó nhìn vào cái thằng Mỹ, đúng không? Còn sau chiến tranh người ta cho người Việt Nam qua đây là bởi vì á, bọn Mỹ và tất cả đồng minh của chúng nó sang Việt Nam bỏ bom, giết người Việt Nam chết, rồi bây giờ nghèo khổ rồi, chúng nó phải kêu mang. Chúng nó đâu có nói là ai sang đây là phải ghét cộng sản đâu. Đâu có cái luật đấy đâu. Rồi những người tị nạn về kinh tế, nghèo quá thì là không đủ ăn thì người ta tìm cách người ta đi. Hạnh phúc trần.